tôi đã trở về quận sĩ. Dạ. Mau mở đại môn quan, bọn tạp số vào đây diện kiếm nó nha. Dạ. Nào mau nói lại cho ta đây đặng rõ. Dạ, dạ bẩm nguyên soái, dạy nơi giữa xa trường không giao tranh. Thank you.
về thối mã bại binh. Ta là sói cầm quyền, thế nào lóc mắt tay ngơ. Vì vậy ta đề thượng các xa thường xóm nước. Thank you.
hãy hoàn cùng nhau. Xin thiên nhân truyền linh hỏi ai thay thế ta sao?
ẩn phiến đào. Cho ta hỏi, có hai thầy tế ta sao ẩn phiến đào? Thank you.
đầy để đỡ quốc cùng nhau họp mà đây tóc đầu sai ta hội yên đến nơi này gặp ca ôi sắc tài đẹp lộng lẫy hào hòa quang ca lòng của trắm đây vô cùng ngưỡng mộ chàng mày thở tống dường thần đáo cho nên tôi cho thượng quyết đình vàng cấm lúc đàn phụ nữ ca sang hãy vào trong cùng nhau đảm bảo tất cả việc ngài đi trước tôi sẽ nói bước theo sau mời ha ha ha.
Nhưng xưa sách có câu tiên chủ hậu khách, chủ hậu khách. Dạ, hôm nay tôi đến nhà của ngài, chỉ phiền ngài dùng trước, tôi đây mới dám dùng theo. Bẩm lại cùng với Tống Dương, làm chủ là làm chủ của ai kìa, còn ngài là đại quốc, ngài phải dùng trước, tôi là tiểu bang tôi sẽ dùng sau. Nói ngay, nói tôi nghe ngượng ngạo làm sao. Đại quốc là một đất hữu cơ, tôi muốn tiểu quốc hãy dùng trước, rồi lúc đó đại quốc tôi dùng sau chẳng muộn mà. Có chi đâu mà ngài lại ngần ngại. Nếu tôi dùng trước, bè các nước lân bang nhìn vào bảo rằng tôi không có tôn ti trật tự. Hay là ngài nghi? Nghi? Nghi vẫn nghi mà ngài, tôi đề vẫn ngài. Thôi thì... Nghi vẫn nghi mà ngài vẫn ngại. Tôi xin mời ngài uống trước. Được, lúc đó sĩ, tôi sẽ uống. Để mày rượu qua đây. Uống cho ngài xem đây. Xin mời. Bẩm Tống Dương, lý nhão này tôi đã dùng rồi, tôi để lại cho ngài dùng. E chư ban lận ban nhìn vào báo rằng là ngài dùng thừa dùng cẳng của tôi đó, thưa ngài. Dùng thừa dùng cẳng à? Có sao đâu thưa ngài. Người ta nói là bình mới rượu cũ, hay là rượu cũ bình mới gì đó. Thì đối với tôi là dùng chung. Nhạo với ngài có sao đâu thưa ngài. Dùng chung cho nó vui. Được, nếu ngài không nghi ngại, được, mời. Như vậy mới gọi là tình. Anh em láng giềng với nhau, tôi là đại quốc, ngài là tiểu quốc, thì tôi uống chung với ngài một chung có sao đâu. Chứ lỡ uống hai chung, lỡ có gì sao được. Uống đi. Rót đi. Đa tạ. Xin mời. Có mùi thơm. Được, tôi uống đây. Rượu nước ngài cay đồng thấm tình bạn hữu. Được, biết chứ chẳng nghe. Hôm nay ngài mời tôi đến đây hội yến, có điều chi chỉ dạy chắc. Tôi mời ngài sang đây có ba điều kiện. Ba điều kiện à? Phải, nếu ngài thuận ba điều kiện thì đôi bên bãi chiến tranh, không còn can qua khói lửa. Hay, hay đa, nếu như tôi thuận ý ba điều kiện của ngài thì ngài sẽ không còn binh lửa với nước tôi. Đúng. Vậy thì ba điều kiện ấy là chi? Nghe mà nói đây. Xin mời. Thứ nhất, tổng chúa hỷ binh hùng tướng mạnh, một liên bang tôi bình đảo tương đương, có câu lưỡng hổ giao tranh nhất hổ thọ thương, hiện dân chúng sanh linh đồ thán. Hôm nay thế thời thay đổi, tôi buộc ngài đền bù sở tổn chiến tranh, nghĩa là một đền lại hai, bằng lòng hay không? Điều kiện nói nhất, ngài nói rằng chinh chiến gây ra thảm hại mất mát quá nhiều, vì vậy cho nên ngài cũng nước tôi đền cho ngài gấp đôi à? Được, điều kiện đó tôi chấp nhận. Còn điều thứ hai ngài hãy nghe đây, hai nước hư hùng thời ta đối với trần châu công sang.
hỏi đây. Xưa tiền nhân tôi vì bệnh yếu thế cô nên nó chịu nhục chịu hèn, nay tôi nắm quyền ở sói thế thời thay đổi, tôi buộc ngài hoàn lại tất cả những gì chúng tôi cống sang. Nghe đây, xưa tôi cống một, bây giờ đền lại ba, thế nào? Đó là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai, ngài muốn nước tôi đền cho ngài gấp 3 lần phí tổn hại. Đó. Ôi nực cười, biết bao nghe lời người vừa nói ra, hai lần nước đã giao quả, vậy mà lại người lại đòi nạp. Ai thấy người đuổi thay, xưa nước tôi chịu nhục chịu hèn làm con cháu, nay đã đổi thế thời rồi, anh làm đại quốc sao? Anh lòng hay không hãy nói đi, tôi sẽ nói điều kiện thứ ba để cho ngài lấy mạnh từ được. Hai nước đại đã giao hòa tình là bằng cũ, chẳng có gì đổi thay. Được, tôi thay nước tông ba. Ứng cực điều kiện thứ nhì, xin ra cả tông cấp ba. Còn điều thứ ba, điều thứ ba thế nào? Hai điều vừa rồi, ngài có bằng lòng hay không? Ngài bằng lòng kịp vừa rồi. Tôi sẽ nói điều thứ ba cho ngài đây tự tổng. Hãy nói đi, điều kiện thứ ba là gì? Điều kiện thứ ba, bấy lâu nay tấm ban sừng mình là đại quốc, quốc viên ban cũng là phận tử tôi. Hôm nay muốn tấm ban hạ đại kỳ làm phận tử tôi, ôn viên quốc thiếu nhi thường quân. Sao người muốn nước ta phải hạ đại kỳ làm tiểu quốc? Đúng vậy. Sao? Thành ý, thành ý lắm thay. Được, tưởng nếu như ngài đã ra điều kiện như vậy thì tôi cũng xin được thay nước Tống Bang đưa ra ngài một điều kiện. Nếu như tôi chuốt ngài làm được thì tôi sẽ về báo với thần dân trong họ của mình rằng hãy hạ đại kỳ để làm tiểu quốc. Ba điều kiện mà đổi là có một điều kiện phải nói cho ngài nghe. Nếu ba điều kiện nghe ngài bằng lòng thì bây giờ 10 điều của ngài tù đầy cũng chấp thuận. Nói đi. Được, ngài hãy nghe đây. Điều kiện tôi đưa ra rất dễ dàng mà thôi. Ngài hãy về bảo với Chúa của ngài rằng hãy làm hai cái ấn quan, một cái bằng bạc ngài đổi trên đầu, còn một cái là bằng vàng hãy bảo của ngài Chúa của ngài đổi nó lên để làm gì? Rồi tôi Chúa của ngài tam tổ nhất bay từ đất nước ngài thứ ba bước lại quỳ lại một lại từ đất ngài đỡ tầm đất tôi. Nếu được như vậy tôi sẽ bảo đất nước tôi thần dân trong họ sẽ đồng ý hạ đại kỳ chúng ta để được hãy ra. Thank you.
thấy mấy đầm phụ nhã chút nhìn thì lại phóc mê. Hạ tân danh tước phẩm là chi, ai hậu tập bất mình cùng ngài sang đây giữ tiếng vậy à? Thưa ngài, ngài muốn hỏi ai? Có phải ngài muốn hỏi cái người vừa rồi đã đấu với ngài đó chăng? Phải, người này là ai? Đó chính là một kẻ phu xe đưa ta từ Tống Quốc sang tận Phi Bang. Có chi đâu mà ngài ngần ngại? Lòng tiền còn có chữ, rồi cây ngọn có còn có tên. Một khi người lắm thì đến quay phu thì không tên không tuổi sao à? Thưa ngài, à, ngài có biết tên họ của nó à? Tên gì? Nó chỉ là một tên tiểu tốt ở Tống Bang, mang chức nguyên soái đích danh Ngọc Quyền Lâm nguyên soái. Ngọc Quỳnh Lân à? Phải. Ngọc Quỳnh Lân nào? Phải Ngọc Quỳnh Lân ấy. Nhất thâu ngũ hồ, hậu lai hậu tàng xôi có phải? Chính thị, chính thị, chính thị. Mời tử vui.
liệu như thế nào? Lân ơi. Dạ. Đứng xích lại đây coi. Dạ. Trời ơi, từ nãy giờ đi đâu vậy? Tim ta cũng lọt ra ngoài nè, thấy không? Nếu mà nè, tới chậm chút xíu là tình yêu riêng thì mình cực lạc rồi đó. Xin hãy an tâm, có thiết thần bên cạnh. Không cần chết luôn. Nè. Dạ. Hồi nãy nàng nói gì ta quên nó nghe rồi. Dạ. Nàng nguyên soái có lòng thoái tưởng, mời tử vôi, chàng định liệu lẽ nào? Mời nàng uống rượu à? Dạ. Tình khá tình, phòng vẫn khá phòng. Nàng có đem cái đồ cửa rượu đập chưa? Có đem theo không? Dạ. Xin chàng hãy an tâm. Nhớ, thử cho đi uống theo. Xin dân. Phòng dưỡng thị khảo.
không, không, không. Ngày đến tôi đón trước, ngày về tôi đưa tiễn vậy á, đồng mà. Đưa tiễn, đưa tiễn. Vậy à, ta hiểu lầm ngài. À, hiểu lầm, hiểu lầm. Xin cáo lỗi, xin cáo lỗi. Tiễn biệt, tiễn biệt. Xin đa tạ. Yeah.
đồng phải chiến nha. Chúc bệ hạ tươi tăng dạng dạng tuế. Đó, miễn lễ, các thanh hãy đứng lên. Trời ơi, bệ hạ. Này, các thanh, đại non nước Đông Âu, vì cố, quân dân đã sống cảnh thân mình. Hôm nay, ta sẽ tác hợp cho nữ đệ và Ngọc Quỳnh Lân nên chiến cầm sát. Chữ lòng hứa khi xưa, ta chính thức phong cho Ngọc Quỳnh Lân quyền chi nguyên soái. Dạ, dạ, dạ. Dạ, khởi trung hưng thế ta. Rồi lai thực quyết trùng tân, ứng hồ thiên nhướng hồ dân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.